Cập nhật thông tin về vụ tai nạn liên hoàn một xe bán tải đâm vào hai xe máy đi đường rồi lao lên vỉa hè đâm một xe bán tải khác khiến 3 người tử vong tại Quảng Ninh chiều qua. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ tài xế Hà Quang Vương, sinh năm 1962, trú phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả để điều tra. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm. Hiện tại đã xác định được danh tính một nạn nhân sinh năm 1978, trú tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. Hai nạn nhân còn lại tiếp tục được cơ quan công an xác minh danh tính và địa chỉ cư trú. Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân của nạn nhân, hỗ trợ 8 triệu đồng một gia đình nạn nhân.